Hey Kimochi, xin chào tất cả người và xin chúc anh em có một buổi chiều thật là vui vẻ, thật là mát mẻ. Và chính thức bộ trang phục kèm theo vị tướng mới Anette chúng ta đã ra mắt anh em ơi. Đây, mình sẽ cho anh em xem qua. Wow, một cô nàng rất xinh đẹp với bộ trang phục mặc định. Trời ơi, Anette, nàng phù thủy nhỏ. Và tiếp đến là bộ trang phục mới của cô nàng này anh em ơi. Nhìn chung thì bộ trang phục thực sự rất là đẹp. Đây, bộ trang phục nữ quản gia. Nữ quản gia xem nữ quản gia đây này. Lỗi à, ra đáng ra là phải nữ quản gia chứ. Trời đất ơi, bộ trang phục này mới bán là 219 quân huy, đây là bán lẻ. Còn nếu mà anh em mua tướng lẻ là 250 quân huy. Mình sẽ tiến hành vào mua combo thì sẽ rẻ hơn anh em ơi. Đó anh em thì nhìn thấy là có cặp kính mình thích nhất là cái khuôn mặt vị tướng này Anette. Cực kỳ là dễ thương, cực kỳ là đẹp. Thật sự rất là dễ thương, nhìn là muốn yêu rồi, nhìn lần đầu thôi mà đã đổ rồi. Dụng hết cả trái tim rồi, dụng trái tim rồi. Ai lấy lại trái tim cho tôi đi. Ok, mình sẽ mua combo gói Anette từ 570 xuống còn 379 quân huy. Đó, mục luôn. Và bây giờ anh em thì nhìn qua. Wow, nghịch với một cái cánh quạt. Trời ơi, tạo ra một cơn bão. Dã man, sexy. À không phải sexy, nhìn rất là cute, rất là xinh đẹp. Đó, đây anh em thì nhìn thấy rõ hơn này. Trời đất ơi, đây là những cái cử động mình tua thật là chậm để anh em thể nhìn được. Đây, bộ trang phục mới. Không thể tin nổi, rất là đẹp nha anh em ơi. Đó, chân dài, trắng, đẹp, xinh, khuôn mặt quyến rũ, khuôn mặt Gute Baby. Ok, mình sẽ vào test cho anh em một trận đấu về cái bộ trang phục này trong trận đấu danh. Thử xem áp dụng với các trang bị mình để lại trong trận đấu nó có mạnh hay không nha. Hy vọng rằng anh em cố gắng theo dõi hết clip này của mình. Ok, và trận đấu và trong trận đấu này mình sẽ đóng vai đó là một cô nàng trợ thủ Anette. Thật ra vị tướng này có hai vai trò, đó là pháp sư và trợ thủ. Nhưng mà mình khuyên anh em là nên đi trợ thủ, tại vì đây là một trong những vị tướng hỗ trợ cực kỳ mạnh. Trang bị thì mình sẽ để lại trong clip nha. Nhưng trang bị cho vị tướng này thì mình đã nghiên cứu rất là nhiều rồi. Nếu mà anh em thiên về châu bò cho một vị tướng trợ thủ xinh đẹp thì anh em có thể áp dụng những cái trang bị như thế này. Có giảm thời gian hồi chiêu, có giảm sức mạnh của đối phương khi mà đứng cạnh anh em đấy, và có khả năng khống chế đến từ trượng băng, khả năng làm chậm. Đó, và trong trận đấu này mình sẽ cố gắng ram cho Nakroth một vòng, rồi sau đó là mình sẽ tiến hành hỗ trợ cho Theonet nha. Cứ ram cho bạn Nakroth đã. Đó, một trong những vị tướng thì bộ kỹ năng mình đã giới thiệu cho anh em rồi, chiến công đầu. Nếu mà anh em chưa hiểu rõ về bộ kỹ năng này thì mình có thể nói qua sơ qua một lần. Nội tại vị tướng này có khả năng hồi phục cho bản thân, hồi phục máu cho bản thân, kể cả đồng đội của mình đứng bên cạnh. Không phải là chỉ một đồng đội đâu mà cả team bạn, cả team anh em khi mà đứng cạnh Anette này sẽ được hồi máu nha. Ok, mình đã hoàn thành xong cái nhiệm vụ đó là đi run cho Nakroth một vòng thôi. Bây giờ mình sẽ tiến hành lên hỗ trợ cho vị tướng Theonet đây. Không thể để cái cô nàng này một mình trên này được, rất là nguy hiểm. Rất là nhiều những con sói rình rập đây. Đấy chưa, vừa nói xong lại trâu bò này. Uầy, đừng ném em, xinh đẹp thế này mà. Khổ lắm cơ. Anh em thì nhìn thấy qua mình sử dụng cấp cứu đến sử dụng từ cấp cứu này kèm theo nội tại nữa, hồi rất là nhiều máu. Nakroth từ từ bạn ơi. Chúng ta tiến hành lấy con rồng đầu tiên thì sẽ lợi hơn rất là nhiều. Nếu mà để mất con rồng đầu tiên này thì không biết trận đấu nó sẽ diễn ra sao. Tại vì con rồng đầu tiên nó sẽ giúp cho khi mà đội nào ăn được sẽ lợi thế nha. Chưa một vị tướng này khả năng làm chậm và việc anh em cấu máu rất tốt.
Cái chưa một nếu mà thả vào đàn lính thôi, nó mất hẳn nửa nửa cây máu của đàn lính đấy anh em ơi. Cũng rất là mạnh nha, chứ anh em đừng có nói là chưa một yếu. Chưa một rất là mạnh, kèm theo nếu mà anh em lên trượng băng thì việc khả năng khống chế làm chậm đối phương thì đấy là tuyệt vời. Chiêu thứ hai khả năng làm choáng, sử dụng chiêu thứ hai khi mà xuyên qua được một mục tiêu đầu tiên và chạm tới mục tiêu thứ hai thì nó sẽ lập tức hút hai người đó va chạm vào nhau đấy. Lực hút đẩy mà anh em ơi, hút hai người đấy va chạm vào nhau sẽ làm choáng được cả hai mục tiêu, áp dụng được cả quái, cả lính và cả tướng địch đó. Chiêu cuối cực kỳ đặc biệt dành cho vị tướng này, khiến cho vị tướng này sẽ là chùm hot pick trợ thủ trong cái phiên bản hiện tại đó, kể cả phiên bản sau nếu mà không bị giảm sức mạnh. Các bạn là sao, nó có khả năng bảo kê đồng đội? Và thường thường thì mình test mấy trận rồi, các bạn vẫn chưa hiểu rõ về chiêu cuối vị tướng này thì phải. Mình sử dụng chiêu cuối xong, đồng đội của mình không chạy, xạ thủ team mình không chạy vào trong cái chiêu cuối đấy thì mình rất là buồn. Khi mà anh em thấy đồng đội của anh em, ví dụ Keo Nát, trời giời ơi, đây nha, mình sử dụng chiêu cuối hất tung ra này, hất tung ra bên ngoài đấy chưa, hất tung rất xa và làm choáng luôn anh em ơi. Thôi mình hết cấp cứu rồi, tôi sợ là mình không thể cứu được bạn luôn. Trời ơi, nào có đáng ra lao vào hất tung lên thì còn cứu được Keo Nát, chứ còn mình vừa xong thì mình cũng chưa hồi bộ kỹ năng, cấp cứu thì chưa có. Thế là Keo Nát thì mình đã phải lên bảng rồi. Thường thì chơi những vị tướng trợ thủ này rất là dễ MVP, tại vì là điểm hỗ trợ anh em cao. Vị tướng này bây giờ đang được so sánh với vị tướng Alice. Sau một thời gian nữa thử xem là top tướng được sử dụng nhiều trong trợ thủ đó là vị tướng nào. Nhưng hiện tại thì mình cảm thấy vị tướng này cũng rất là mạnh, rất rất mạnh nhỉ. Ui băng trụ luôn à, ui thoải mái đi, mình có nội tại hồi máu mà anh em vừa thấy là hồi 300 máu liên tục, kèm theo mình còn cấp cứu, các bạn làm sao mà lấy được trụ của tôi. Nhưng mà dù sao nó cấu trụ nhiều quá, mất rất nhiều máu. Cẩn thận nha, hay quá, Laurel. Thế đương nhiên là tự nhiên mình được một mạng hỗ trợ rồi. Không biết là anh em đã sở hữu vị tướng này chưa, nhưng mà thật sự nếu mà anh em không có điều kiện mua thì nên tích bằng vàng. Tích vàng để mua, vị tướng này chắc chắn sẽ ra mắt với giá cũng không gọi là không cao quá, cũng không rẻ quá đâu anh em ơi. Đó, đẩy lùi ra ngoài bằng chiều cuối này. Chết đi còn gì nữa, một mạng thì... Ok, một mạng. Một mạng cho bản thân, đánh trợ thủ này thì rất khó KS được. Cố gắng nha, anh em thấy trong một trận đấu nếu mà đồng đội của mình chơi Teo Nát thì khi mà Teo Nát sử dụng chiêu cuối, anh em cố gắng làm sao chạy vào chiêu cuối của vị tướng Teo Nát thì anh em sẽ được bảo kê. Đối phương không thể nào chạy được vào trong vòng tròn đấy mà, sẽ bị hất tung ra toàn bộ, ngoại trừ King Cross thì phải. Rồi từ từ đi bạn Teo Nát thôi, chúng ta sẽ cần phải ôm trụ thời gian này đấy chưa. Pháp sư team bạn ganh rất là nhiều luôn, thật sự là mình không thể nào, mình chưa hồi kỹ năng thế nên không thể bảo kê được bạn luôn. Pháp sư team mình thì nói chung thì vẫn chưa đi ganh nhiều. Alistair là một cái điểm lợi khi mà đi ganh có thể khống chế được, ăn mạng đơn giản. Đó, từ từ nhà tí nữa mình lên đồ hỗ trợ nó dí AD hoài. Chịu thôi, tại vì sao? Từ từ chơi AD này các bạn xác định phải giữ vị trí tốt, tại vì là lúc nào đối phương cũng nhìn với xạ thủ là giết, chứ ai bắt mình đâu. Mặc dù là mình là một cô nàng xinh đẹp, mình nói là trong game nha, chứ không phải mình là con trai. Mặc dù vị tướng theo vị tướng mới này là một cô nàng rất là xinh đẹp, nhưng mà đây là trợ thủ thế nào cũng không được ưu tiên nhiều trong cái việc là bị đối phương bắt đâu. Thường thường đối phương sẽ bắt xạ thủ đầu tiên, cho ai bắt trợ thủ làm gì đó. Ok, cấu gì ở này anh em thì nhìn thấy qua là lượng sát thương nó sẽ gây ra liên tục với cái chương một như thế này đó. Với giá bán bằng vàng thì mình hy vọng sẽ bán giá rẻ thôi, nhưng mà theo quan điểm của rất nhiều anh em đoán thì nó là 18k vàng, đấy là theo quan điểm anh em nha, chứ còn mình chưa chốt được với giá bao nhiêu đâu. Mình cũng không dám liều mạng mà nói xong rồi ví dụ không chuẩn xác anh em lại hắt hủi, mình chỉ có nói lại cái ý kiến của anh em đó là 18.000 vàng thôi. Anh em cứ chuẩn bị vàng đi, tại vì nếu mà không có điều kiện bỏ tiền ra mua quân huy thì tốt nhất là mua bằng vàng để có thể chơi vị trí trợ thủ tốt hơn, leo danh ở mức danh nào nó cũng phù hợp. Thường thì trợ thủ không được anh em ưu ái nhiều. Trong trận đấu có bao giờ tranh trợ thủ không? Ví dụ là thôi bạn ơi cho mình xin trợ thủ đi, nhờ mình trợ thủ đi, cảm ơn bạn rất nhiều. Không bao giờ có chuyện như thế mà toàn để tao dừng. Thôi từ từ đây, bảo kê thế chưa rồi. Tiếp tục này, sử dụng chiêu một này làm trọng, ui kém hay quá bạn ơi. Đó, team bạn mình chưa hồi kỹ năng thứ hai không là mình choáng hết toàn bộ đấy. Đấy, thường thường trong trận đấu nhường dừng đi bạn ơi, cho mình xin dừng người, có bao giờ xin trợ thủ không? Mình đoán chắc là một điều vẫn có, nhưng mà thường thường thì cái điều đó xảy ra rất là ít. Thế nên đang cố gắng làm sao anh em phải sở hữu những cái vị tướng trợ thủ bá đạo và rất là hot, ủi choáng phát hai người phê vãi. Phê dã man anh em ơi. Mình choáng xong xong đến Teo Nát bắn choáng nữa, choáng double kill liền, choáng double liền, đó, xong cái trụ.
chỉ cần trong trận đấu này mình bảo kê được xạ thủ tốt thôi thì không chán được kia, chán mất hai con lính rồi thì anh em sẽ có thể hoàn thành tốt được khi mà chơi vị tướng này. Bảo kê những mục tiêu quan trọng thôi mà. Ôi Laurel, từ từ thôi mà. Thôi mà, nữa đi mà. Đấy nhẹ thôi, và cuối cùng đã được một mạng nữa rồi. Mình kèm theo được một mạng hỗ trợ. Bây giờ nha, chạy đây, mình có chiêu cuối mà. Đừng có hổ báo quá bạn ơi. Mặc dù là mình trợ thủ nhưng mình đang yếu máu rất là nhiều rồi. Yếu lắm rồi. Hôm nay mình yếu, thế nên là chơi nhẹ thôi. Yếu lắm. Chơi từ từ. 11-3 nha. Bây giờ mình vẫn đang giữ được cái vai trò đó hỗ trợ nhiều nhất rồi. 7 điểm hỗ trợ. Trang bị thì anh em có thể tham khảo trang bị này cũng được, không thì có thể lên trang bị tùy ý của anh em. Nhưng mà dù sao thì trong những trận đấu thì nó sẽ có sự thay đổi nhiều về trang bị, chứ không phải là lệ thuộc quá về trang bị giống mình đâu anh em ơi. Không phải là chuẩn xác 100%. Chạy đâu được nhờ, mình có chiêu cuối mà. Kể cả bạn chạy mình cũng hất về bạn về nha. Mình sẽ sử dụng này, hất về này. Hất về này, cố gắng là sao anh em nhìn cái tâm điểm của nó ấy. Cái vòng tròn bé bé trong cái chiêu cuối thì anh em cố gắng đặt trước vị trí đối phương thì anh em sẽ có thể đẩy lùi đối phương về, ngăn cản đối phương có thể di chuyển được. Đấy, choáng này. Đấy chưa, choáng được cả Alistair thiên thần thoại, khả năng giảm thời gian hồi chiêu. Úi dồi ôi, bảo kê tôi có cấp cứu đủ kiểu, xả toàn bộ kỹ năng. Siêu việt. Không ngờ đánh vị tướng này mình có khả năng KS đến thế. 3 mạng hạ gục rồi. Ok, mình sẽ cố gắng hỗ trợ nha, chứ không cố gắng KS đâu. 14-4. Mình rất là thích khi mà Liên Cordoba chúng ta ra mắt những cái vị tướng như thế này. Những vị tướng trợ thủ thường thường bây giờ bị quên lãng rất là nhiều. Nhưng mà nếu mà ra mắt được những vị tướng trợ thủ mạnh như thế này thì cái vai trò trợ thủ sẽ là một trong những cái vai trò hot pick trong Liên Cordoba, chứ không phải vị trí đi rừng hoặc là xạ thủ hoặc là sát thủ nữa. Đấy, đặc biệt là những cái vai trò trợ thủ như thế này mà có hẳn những cái cô nàng xinh đẹp như thế này thì chúng ta nên chơi. Đấy, làm gì bạn tôi. Sử dụng chiêu cuối choáng này để cho choáng phát hai người. Sử dụng chiêu cuối để có thể là bảo kê đồng đội tốt hơn. Trong trận này mình sẽ không cho bạn động. Ôi, đừng có giết xạ thủ, tin tôi. Khổ lắm cơ. Đấy, bá đạo rồi. Bảo kê thành ra KS mất mạng rồi. Anh em cứ test đi, mình cũng test rất là nhiều vì tướng này thì mình mới dám có thể quay clip. Tại vì là ui, hồi máu. Hồi từ cái nội tại 600 máu liền. Hồi rất là nhiều luôn. Cứ tích 15 điểm nội tại đi. Mình đã test rất là nhiều thì mình mới có thể là mang vào đấu danh, chứ không phải là một phát mình làm mang vào đấu danh luôn anh em ơi. Tại vì là chúng ta cần những cái vị tướng mới như thế này, chúng ta cần phải quen một chút đã. Trời ơi, hồi máu liên tội. Ok, mình thử dụng làm choáng này. Úi, nhầm. Trời ơi, choáng một phát mà cả bò nó bay khả dướng kinh công thế này. Té đi bạn ơi. Ok, một mình đây. Có cả Laurel nữa ra hỗ trợ. Tuyệt vời quá. Sắp có chiêu cuối rồi, cố gắng sống sót. Xạ thủ ơi, mình sẽ sử dụng chiêu cuối bảo kê bạn đây. Sử dụng chiêu cuối này, hất tung nó ra. Đấy chưa, lên bảng còn gì nữa. Anh em thấy chưa, sức mạnh vị tướng này bây giờ nói chung đi về cái việc khả năng hỗ trợ nó là rất là tuyệt đối rồi. Bây giờ thì xạ thủ nếu trong trận đấu có vị tướng này thì mình cảm thấy là sẽ được bảo kê tốt hơn. Từ bộ kỹ năng khó chịu, chiêu cuối, đặc biệt là chiêu cuối, nhắc đi nhắc lại là chiêu cuối Anente. Lên đây nào. Anh em thể nhìn thấy qua là cái chiêu 1 của mình bây giờ nó hồi rất là nhanh nha. Mặc dù mình chưa full đồ và cũng như là chưa full cấp độ level 15. Dù sao thì mình sẽ thả choáng liên tục này. Thả choáng liên tục anh em ơi. Ui trời ơi, mình có chiêu cuối mà. Phá đảo thế giới ảo. Thường thường thì nếu mà nói về phá hất tung được đội hình đối phương đang combat có skirt này, với cả vị tướng hoặc là vị tướng Superman, thêm bây giờ thêm cả Anette nữa, là hất tung đối phương ra, đẩy lùi đối phương ra, tất cả mọi thứ khi mà đang tập trung combat. Ok, lấy luôn trụ này đi bạn ơi. Úi choáng, trời ơi, xạ thủ tôi ngây thơ quá. Dính choáng liên tọa như này. Các bạn cứ vào đây, anh em thấy nhìn thấy là dọn lính cũng rất là nhanh nha. Nói chung đi, trong trận đấu này đối phương kiểu là lép vế quá, bây giờ mới ăn được 5 mạng thôi. Hay là do nhìn thấy gái xinh đẹp quá mà cảm thấy là không đánh được thì bảo mình. Wow, ghép góc A-chip bây giờ một đi không trở lại luôn, không thể chạy được về. Tại vì chạy về làm sao được, sử dụng chiêu cuối con này không khác gì một bức tường, đối phương không thể nào chạy qua được. Còn hơn cả bức tường có thể nhảy được qua. Có thể nhảy được qua, nhưng đối với cái chiêu cuối vị tướng này thì không thể nhảy được qua. Chỉ có thể phá hủy được thôi nha.
Anh em thấy chưa? Hiện tại mình đang đấu một trận đấu danh ở danh cao thủ và cảm thấy là cái sức mạnh vị tướng này rất là phù hợp khi mà leo danh cao. Hiện tại rồi. Uầy, Châu ra man, em thấy nhìn thấy Châu chưa này? Đánh mãi. Mình có xíu máu và mình cũng ăn được mạng truyền thuyết luôn. Đấy, cực kỳ là Châu bò. 5 điểm hạ gục, 14 điểm hỗ trợ rồi. Theo nét cố gắng lên, bạn bắn rất là lực. Mình thì mình bye bye các bạn, mình về sân bay đây. Mình về quê hương đây. Về tế đàn để có thể hồi máu đã. Chứ còn hiện tại bây giờ thì đó, hồi máu anh em sẽ đánh tích cực hơn. Yếu máu là cũng chả làm ăn được cái gì cả. Nói chung thì trong trận đấu này team mình cũng rất là trâu, có cả Rosie. Chủ yếu thì nhìn cái vạch máu của mình bây giờ anh em thì nhìn thấy cũng rất là dày đúng không? Đây là mình mới lên được 2-3 trang bị thôi, mình chưa lên được full đồ thủ đâu. Chứ còn nếu mà lên được full đồ thủ với đồ hỗ trợ thì chắc đối phương đánh tẹt nhít. Đó, một cô nàng dễ thương, một bộ trang phục đẹp, một cái nguồn sức mạnh mới đến từ gió. Hầu như bộ kỹ năng vị tướng này toàn gió nồm, gió bão rồi gió, rất là nhiều gió đến từ bộ kỹ năng. Đây là một làn gió mới và hy vọng rằng anh em có thể chơi vị tướng này. Đó, mua vị tướng này chứ không phải chơi, tại vì đây vị tướng sẽ hot pick trong cái phiên bản nếu mà leo danh. Trời đất ơi, cố gắng lên. Trời, lần thứ hai mình thoát chết thành công với cái lượng máu như thế này. Vừa sau thì mình đã phải biến về và bây giờ thì mình vẫn sống sót thành công. Chúng ta sẽ cố gắng kết thúc trận đấu này sớm nha, không dây dưa. Tại vì sao? Đối phương bây giờ thủ trụ rất là khó chịu, với thỏ slim thì nó lết, anh em biết là nó mạnh như thế nào rồi. Cố gắng là sao lấy được 3 đường để có thể lấy siêu cấp. Chúng ta dồn lên và ép trận đấu thắng luôn. Đặc biệt mình cảm thấy nếu mà vị tướng xạ thủ nằm trong chiêu cuối của vị tướng theo nát này sẽ được tăng đến 40% tốc độ đánh và khả năng tốc độ di chuyển nữa. Đấy, một cái điều rất tuyệt vời chiêu cuối này. Đấy, hất tung nó ra không cho nó bắt xạ thủ, tin tôi. Trời ơi, mình trâu mà. thôi nữa đi mà, nhẹ thôi mà, đừng, khổ lắm cơ. Đấy, nó giết mất xạ thủ tôi rồi. Mặc dù là mình đã cố gắng hết sức, đã, mình đã cố gắng hết sức, nhưng mà thật sự là gia đình thương tiếc báo tin. Cha đã lên bàn điểm số, bây giờ thì cho có lẽ kết thúc trận đấu đây anh em ơi, vào thẳng. Mình đang cố gắng xả hết toàn bộ kỹ năng, ui trâu bò. Rồi, xạ thủ thì chết, nhưng mà dù sao thì na có đốt đâu rồi. Mình cần cánh tay của bạn. Ui chỗ bắn đâu. Thôi nhẹ thôi. Đấy, có xíu máu này. Thắng luôn nào. Lính đâu hết rồi. Kiếm thêm mạng hỗ trợ nữa. 20 điểm hỗ trợ, 5 điểm hạ gục và không chết một mạng nào. Đấy là thành tích khi mà vị tướng mới này ra mắt. Và hy vọng rằng đây là một trong những vị tướng rất là mạnh, anh em có thể chơi, mua để có thể chơi vị tướng này leo danh tốt. Chúc em có một buổi chiều thật là vui vẻ, mát mẻ. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho anh em một ứng dụng rất đặc biệt có tên là Hubo. Ứng dụng giúp anh em tìm bạn bè huấn luyện viên trên Liên Cô Mobile tốt hơn. Chi tiết thì mình sẽ để lại sau clip nha. Bye bye. Hubo, huấn luyện viên eSport, là một ứng dụng tuyệt vời để giúp bạn tìm kiếm những người đồng đội chỉ bằng vài thao tác đơn giản. Cơ hội sát cánh cùng với những huấn luyện viên nổi tiếng và đẳng cấp, cũng như được liên tục cập nhật những kiến thức về game mọi lúc mọi nơi. Tiện lợi, bổ ích và thân thiện. Còn chần chừ gì nữa, hãy tải Hubo trong ngày hôm nay thôi nào. Clip của mình đến đây là kết thúc rồi. Anh em nhớ ấn like, đăng ký kênh và chia sẻ video giúp mình nha. Và kèm theo là ấn vào hình thông báo kênh để cập nhật những thông báo mới nhất từ kênh YouTube mình. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Mãi yêu, bye bye.